triệu hả? Rồi mày học xong xuôi làm có khách là mừng rồi, lấy lại vốn cho con. Đây có ông chủ tiệm tới nhậu luôn nè. Hai ông chủ tiệm luôn. Hai thằng cùng học xuôi ra, hai thằng mở hai tiệm. Làm cái hình nữa, học con học nhiêu tiền? 15. À con làm cái hình nhiêu? 7 triệu. 7 triệu. Mày làm mấy cái hình rồi mày lấy lại tiền vốn mày học rồi mày còn đòi gì nữa? Rồi hả? Con hồi vốn lâu rồi. Nãy xuống này chi vậy? Vô coi live stream hay chi vậy? Hả? Vô chỉ cho mày chửi thôi. Hả? Biết nay khai trương mà đủ mới phát live stream rồi đủ để bi ai cho thằng nhỏ đủ có khách. Cũng đi mà đi. Vô coi. Chúc mừng anh Quốc Anh ơi, chúc mừng anh sao? Không bán nha. 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 Không bán là có nghĩa là hồng vô phát á. Khai trương hồng phát. Mày làm gì sợ thầy? Ổn ra giờ mày. Sao biết mày? Nãy giờ có người lo không vậy? Thôi anh uống ít thôi. Đi hẻm. Đâu? Đòn ta. Tôi bữa tôi đi Cần Thơ mà tôi quất trong vòng tối tôi nhậu xuôi tối tôi về luôn rồi tôi bơm 100 mốt 100 hai 100 ba luôn à. Tôi bơm 100 hai 100 ba rồi quất tụi mới thẳng ra không. Về tối bà về bà đâu tin tôi tới tôi về đâu. Cũng về coi có thằng lò mà tôi nhà không. Má tao đâu thằng nói không. Tao nói thằng nói đâu. Ủa má tao về đây coi có thằng lò mà tôi nhà tao không. Đủ. 12 giờ mấy 12 giờ rưỡi giờ tới nhà không cho anh. Sao mình về. Má tao đang ngủ rồi. Mình đi như mình tưởng đó. Bà tới đó chắc mình không đi về nổi. Đúng. Đó là chết mẹ luôn á. Đậu mới dắt thằng nào vô là chết chắc với tao. Dạ, ghê đúng rồi. Kè, nhỏ gái kìa. Có nhỏ đó đó. Tao nhỏ nhỏ ngủ không biết gì đó. Ngủ là nó không biết gì. Hai em chỉ tiện hai mẹ rồi chơi nha. Này đó ra làm chủ tiệm ở đâu, thầy trò đâu, đâu sợ mình đâu. Em thiếu lớn hơn nè không? Nhỏ cầm con. Ở đây ạ. Nói chung là hai này đều học mình hết. Đưa nhỏ cầm đi. Hai này đều học mình hết. Nhưng mà này ra mở tiệm trước. Thằng này nắm đất cũng ra mở tiệm sau. Này mở cả năm rồi. Thì đó, thằng kia lấy được vốn lâu chưa? Vốn học hả? Gì? Anh chỉnh hết rồi. Cho bát ramen. Món nó hy vọng quá. Hai ngày nữa là nó đủ rồi. Em không có nói không biết gì chị Sâm. Còn khu bên đây mình chưa biết. Có thể mình bán mới. Nói chung là học trò nó làm được, nó có tiền thì mình làm thôi. Mình có hưởng được mẹ đâu, mình hưởng ngay lúc đầu 15 triệu rồi. Mình dạy nó, còn nó trụ luôn, nó dạy nó học, nó cấp nguyên được, nó thiện gì nó học thì mừng cho nó thôi. Chứ có ăn được tầm nào lên đó đâu. Giờ tiếng nữa à. Mình hưởng được cái tiếng thơm. Nhưng mà nó làm bậy á. Anh chỉ hưởng được tiếng thơm khi nào nó biết được cái gốc của nó. Làm bậy thì đồ, nó không ai kêu nó thôi, chứ đâu có liên quan tới mình hưởng tiếng cuối luôn á. Không bao giờ hưởng tiếng cuối. Không mà nó chụp hình mở cái phim mà như cái thằng mà bắn ba tí kia rồi nó quốc cái hình mình thấy cái hình mình cứ không mày thôi. Không bán nguyên trong phòng với lại thằng kia rồi má kia nó mở tiệm xăng tôi rồi má nó bán xì ke bán đá tôi công an tôi hỏi sao nó mua này về cho khách chơi cho đỡ đau quá đậu nó nói là nguyện biện giống như tao đi cảnh tao thấy đồ mấy cái bản hiệu mà đồ má không đồ nó có hiểu đừng ơi bị đừng bị biện để đồ nó mới về hiểu vô mày không đợi xuôi công an bắt vô đổi thường này kia luôn tung nè mua lên rồi người nọ đứt dây rớt rồi người nọ bị biện mà tao nói mày chỉ làm ăn đồ con thôi chứ có sợ có mụn nó không có sợ thôi còn làm ăn chân chính là đồ nó tối đủ thẳng giò không có gì sợ đừng cướp đừng đụng đồ nó chính đừng đập đập đồ nó đừng bán kem ma túy rồi tối đủ thẳng giò. Lúc mà chơi như là hai bà đứng dài mà vô bác ngay trong tiệm mà. Đó là đội em đó. Ủa sao một lo được có một ly vậy? Còn như mà mua ly bự đúng không? Lo được có một ly à. Ba ly thôi. Một chút xíu ra đó. Là đội nó không có đi được xuống đây nữa. Chưa kịp tới nhà bà nội là có một chốt trụ cơ động mưa hỏng nó quắt thầy vô nhớ không? Cái đường quẹo qua đây. Đường là chốt rồi. Rồi là bên đường
bánh xe. Mình có quẹo vào đường bánh xe chứ không? Đi đường bánh xe về. Đường bánh xe về không? Đường bánh xe về tới chỗ ngã tư cái gia xà, quẹo ngã tư cái gia xà đâm thẳng qua luôn về tới Tân Bình, Tân Kỳ, Tân Quý. Ok đó. Hiểu không? Ông về tới Tân Kỳ, Tân Quý là ông đi đường đó rồi ok, rồi tôi đi về đâu nó đường cách mạng 8 gì trên rồi ok. Rồi cái đầu phải nhậu xỉn. Khi mà nhậu xỉn rồi là phải tôn trọng công an. Đúng không? Ông mà nhậu xỉn giống như Quốc Anh đụng mấy nạc cô bốc đầu. Cái chỗ mà công viên Hoàng Thủ á nó trung tâm những nhà như thế này, nó là cái tổng điểm kia giữa đương nhiên, nhưng mà không ông có ông trên Tân Bình á là ông chỉ là ông có chắc Bình Tân Tân Phú, Tân Phú chắc trên Bình Tân với Tân Bình Tân Phú bên này mà Tân Phú qua đò Tân Phú mà cũng đi khu vực Tân Bình mà tôi biết rồi, nhưng mà cái khu của ông là nó giáp danh nè, rồi giáp nè Tân Bình nè, Bình Tân là Bình Tân của phía bên kia. Bình Tân thì ông quẹo hẻm đầu của Tân Kỳ, mới là đi lên cái Bình Tân thì cái quận ông cái nhà ông mua là nó giáp lên nè, Bình Tân nè, Bình Tân nè, rồi giáp nè, quận 12 nè, Tân Bình. Đó, nó chưa ra được Tân Tân. Quận 11 ra biển xa ba. Thứ nhất là đi là anh Quân, nhưng cái quận của tôi nè. Mẹ một lần anh Quân á. Quận tao là giáp lên Bình Thạnh nè, rồi giáp nè, quận nhất, quận 3. Lại 3 năm nữa đủ má 3 năm nữa mà đủ má mà đếp về ở là mình sớm ta đâu đủ ta lên nhà ta đủ tôi nghe chửi tôi nghe trời ơi khốn ngọt quá ạ à. Mày không chịu mày 3 người mày mới vừa ở nếp đó không có chút cái này sức khỏe vô đi mày mốt thì mày đủ đủ vậy mỗi lần rồi mỗi lần đó vô đây mấy anh chào mấy tính đi nãy giờ em phá ông quách tơ nè thì mình vẽ cũng tính vô khác rồi cũng thấy lỗ đâu nếu nói tôi rồi rồi đưa mấy bản 3D rồi rồi cũng tính nó được không đồng muốn nó nói rồi đúng không làm sao được chuyện tặng của bác sĩ nếu nó nói về cái tình huống có không con có mà người ta nói không có không gì đó không anh đứng đi qua nè sao hết rồi không xin giấy phép được cho giúp gì đâu có mà nghĩ có chuyện giúp mày à, là giúp liên hệ dùm cho anh á à, là báo cho nhiêu giá tiền đúng không dạ. Rồi, làm sao giúp được đúng không có nghĩa là 38 ừ. Trên tinh thần nếu mà như vậy thì tôi tốt rồi đâu mới là ở bên đây là xây bỏ đầu tư bên đây á thì bây giờ lên bản thiết kế anh cứ cho ra cái ý của tôi vậy nè, là ví dụ như giờ qua là mỗi tuần là đồ có cửa thông qua đó, cửa thông qua là qua thông cái cửa thông Mỹ á, thì cái toilet của nó sẽ dời tới cái chỗ rồi nó cái chỗ cái cầu thang đi lên á. Nếu mà không như vậy thì nguyên cái tầng mà đồ tầng kia là để chắn nó, còn hai cái tầng trên của quả là để chắn luôn. Ở cái tầng đây một tầng trên hai tầng luôn, có qua đằng đâu sợ ông mà cũng lấy rồi cái toilet làm cái cửa đi qua bên phòng thẩm mỹ á, bỏ toilet nó luôn, cái toilet đó là bỏ toilet nó là giờ cái toilet lợn ngay cho cái cầu thang á, rồi cái nguyên cái tầng trệt nó để trắng hết luôn, làm cái toilet nằm ngay đâu cũng được, có nghĩa ở bên tầng trệt đó là nguyên một cái đồ phòng phòng là trắng hết người dạy học rồi này nọ.
là nằm cái toilet có thể cuối dắt kia hoặc là đụng bên dắt này, còn ở chỗ cái phòng của bạn là không qua luôn, cứng luôn á, cứng luôn á, cứng luôn, không luôn, là đập không qua luôn, không cứng luôn á. Hỏi ý đại ca chưa? Ý mà cứ làm cái gì mà đâu có liên quan tới tiền ra của bả là ok à. Hỏi nhà lại cấm mà. Lấy gì bảo chứ? Lấy cái này. Địa đây đâu hơi giật giật tổng với Linh. Giật này là ngủ quá. Mày ăn nho đi. Ờ, là gì đó. Nó chưa nhỏ đó mày. Ủa em mày kia ăn no đuổi lên chứ mày. Nó đuổi rồi. Xong luôn. Ủa con quế ăn. Con ăn no chưa, con ơi con. Ăn con đuổi lên con trong ăn à. Dạ ông lớn hơn lấy nhiều con. Lớn hơn nhiều tuổi. Giống đầy luôn. Mấy tuổi đó không? Sợ thay lốc thôi chứ. Ừ, tao thiệt mày biết mày sợ thì cưỡi tao sợ không được. Không ơn thức cái cưỡi dài lắm. Mày là người sợ tao. Hả? Cái anh chủ rồi làm gì sợ. Anh chủ làm thôi đúng không con. Hả?
cái anh chủ rồi bắt nó thì sợ. Bây giờ giữa tao mày là đồng nghiệp á, không có thể chờ đâu. Bây giờ đang tiệm nước anh là đồng nghiệp đúng không? Ơ, uống bạn đúng không đồng nghiệp? Không dám gì bạn. Mày chủ tiệm đúng không? Làm nghề xăng đúng không? Chủ tiệm xăng đúng không? Chưa có chưa học trò. Học trò chưa? Chưa. Đó không? Đó không? Ừ, tôi đang nói chỗ tôi có học trò đó. Ba ông tôi tinh xanh này, ta làm nghề xanh nè. Ba ông, ba ông. Làm tầm nghiệp, vô bạn. Con nó lớn rồi đó. Con nó lớn rồi chưa ạ? Con 4 tuổi rồi. 6 tuổi vậy? 6 tuổi. Con ghét con gái như quỷ. Thẳng đâu. Nhờ nó thằng xấu số mà lấy mày luôn á. Tụi mới là sợ mà lấy người sao mà bước nhỏ sao lên bờ xuống ruộng. Còn trước em đâu bước lên bờ xuống ruộng luôn. Trước uống không? Có nhưng mà ít quá. Sao một chút thôi nó. Nó có cái con rồi, nó vậy nhưng mà ít. Điện mà không cho cắm gì không cho nhưng mà. Mày giống tao không? Nó giống tôi à? Cứ vậy rồi. Không sống cái chồng chưa? Không sống cái con chưa? Dạ, không có chồng chưa? Về thăm luôn, không biết ra luôn mà. Trời nha. Bà sao? Chồng khác lẻ đứa khác thôi, nó đâu lẻ mình đâu. Bà sao? Thì nó chồng khác lẻ đứa khác thôi, đâu lẻ mình đâu. Mày lẻ được không? Nó lẻ đâu, đúng không? Cho nên giữ được con là lẻ cho dễ. Anh đang ngọn ngọt quá. Ngủ rồi đó. Cũng nổi không? Mẹ đi về tụi bay. Ngủ, ngủ vậy nha. Hết rồi. Má, giờ rồi hả trời? Thấy rồi, có gì mày xuống. Rồi. Mình cũng được lâu đúng không? Về cho nó ăn nghỉ. Mai tới có những mới đầu tuần. Cái nào quay cái nào không được cơm về đi nha. Mai đi xuống như về lấy quà thầy nha, rồi xin mẫu cho cái tô, cái nồi, cái chén, cái đũa. Đã nồi luôn. À cái nồi lão mình chưa cái đũa. Bây giờ đây thì cho má cho là thêm nữa. Dạ, hết nữa. Không, nhưng mà đổ rồi. Mai vẫn làm nè. Giống như nó cứ vợ vậy cho nó thì đúng không? Mở xuống sao dòng mấy rồi đó. Mở xuống tô ngủ. Có sẵn rồi chứ. Cuốn keo này cho xuống rồi, cho nó bạc. Rồi, đi rồi nha. Đứng mở xe. Dạ, nó có cái tay cầm keo này cho xuống cái gì đâu. Nhưng mà cái tiệm đóng lại, nằm trên đây. Phát nhờ tính tiếp. Mấy cơm không? Không khách tới không thấy gì, đóng cửa lại khách tới thấy gì. Xin ơi, không có bàn, sao tính lắm. Ngồi vậy nè. Rồi, nhưng mà đưa cái bàn đi, mình không chịu. Chơi. Chơi, cho cái bàn, nó xe chơi. Nó quên mình đầy nha, tại vì có cái mặt anh cũng trên cái bàn. Nó về thay, nó thành lợn được, không chịu. Để lấy cái bàn gỗ về đi, con có mấy bàn gỗ đó về lột ra. Lột mấy phụ ghế của thầy về đi con. Xe khách ngồi đây làm cái băng ghế ngồi đó là sự. Cái đó thì không có lấy tiền nhưng mà có đặt cọc cái mình rất linh nhiên nhiều lắm nhiều lắm nhiều tám chục rồi cái rồi tám chục hai mẹ con đang dạy không nhiều tại đó người quen nhiều
10 triệu đi. Nhiều triệu đi nhiều con. Mày mất lưng nhiêu? 6 hả? 6 triệu hả? Thì có mẹ ăn dạy hơn biết. Mẹ ăn dạy hơn. Ba dạy cũng chúc mừng con có 10 triệu đặt cọc chưa? Đặt cọc 10 triệu. Là sao? Cái gì vậy? Sao mất lưng 10 triệu? Biết rồi, sao mất lưng 10 triệu? Lại luôn thì rứa luôn rồi. Lấy đủ nhiều hơn 10 triệu luôn. Ý là bao nhiêu? Ý là thầy họ là tổng cộng cái mít lần nhiêu? Tổng là bao nhiêu? 20. Trời ơi. Cái lấy trước 10 triệu đúng không? Dạ. Trời ơi. Cái ông đang bấm số. Chết kìa. Chết kìa. Ông hỏi đây là nữa là 30 á. Nó 15 triệu, quốc cái hình 20 triệu rồi được rồi. Ghê thật. Mừng nhớ mà, đúng không? Không có khách là mừng. Mày phải chứng minh cho ba mày biết, mẹ em biết rồi. Nói là mày, cái nghề này không có xấu. Nghề này cũng kiếm tiền cũng ok. Cái gì? Ăn gà nha. Dạ, có đây. Sao nãy giờ chẳng ai ăn được. Đại cho ăn á. Ba không hút con à. Con ngồi trong đó này có kêu ba không hút con này luôn nha. Ngồi lên đây này, ngồi lên đây này. Ăn cái gì? Cá. Cá lấy tô của nó, cá gì đó. Cứ đồ con gà rồi có. Cá hỏi nó gì? Trước là được. Rồi nó học lên câu cũng xong mất tiền không? Người quen mà. Chắc là người nhà cho nó. Ủng hộ. Vô ủng hộ. Bỏ đông mùa. Từ xưa ra. Nó phần này khét là người nhà nó như vậy đó hả? Má ăn cao, giá ăn cao. Chắc là cạo chú đâu mà. Chú không phải. Chú nó sao? Cạo không ăn. Không cạo ăn. Ông lấy giám đốc không? Giám đốc đi vô ông dùng này không? Dạ không phải. Ông lấy à? Ông dám xăm nè. Còn giám đốc không? Hay chưa? Phải đến làm hình chứ. Dạ thôi em còn trinh. Ông con, ông lấy tiền tôi nhiều quá. Ông lấy tôi cả sỉ bạc rồi đồ. Nó xăm cái thằng đó rồi trả lên cho tôi. Chú, trinh ăn rồi. Trinh gì? Đại trinh gì? Hết. Ông xăm về chắc ông vợ ông bỏ luôn á. Dạ không, không, không. Nhấn nút rồi trên kìa. Nói. Làm gì con? Ừ. Nha. Thầy nó xuống nhậu ở đấy thì mực mới lạnh luôn ta, nó sợ có. Rồi. 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 Thôi được rồi, kệ đi, cái này nó tốn điện có xíu sao đâu. Mày gắn cái đèn xanh đèn đỏ làm gì vậy? Ủa có hai cái nón này, có kìa ba cái nón kìa mày. Bốn cái. Bốn cái luôn. Xuống voi rồi rất việc. Con làm cái này là để chi vậy? Cái nào? Dở bàn xăm. Bàn xăm á. Ai có thể nằm đây xăm, bên kia để mật bởi kim hả? Dạ. Con xe đẩy á. Con xe đẩy. Ủa, anh sống như ghế. À, cái bàn nó giòn hả? Bác bia, bác xoàn, viết phần của thầy nữa đó. Đang đẹp nói rồi đó. Sao anh nói á. Nói gì rồi? Cái đó 1.2 triệu thôi. Sao anh nói nhỏ? Không có massage. Đâu có xa đâu. Nè, nói ghế. Dưới phòng. Dưới sách tổng á. Mấy gà nó đây nó xẹt ra cái chỗ kia, nó mua mấy giấy cũ 30 mấy ngàn mấy nữa. Mua giấy kho. Nó muốn đồ sờ cũ đúng rồi. Ảnh rồi, xài nó mới không à. Ông xài đồ cũ. Cái chân. Cái nhà hơi là do mấy thằng này nó ngồi á. Chân. Dạ em ngồi nè. Tôi ghé thầy ngầu lúng chứ ngầu lúng. Má, mình cứ đụng lại. Thầy tính là ngồi, dạ. Ngồi kiểu gì mà. Nhìn chú có thầy ngầu lúng. Ngầu lúng với nó, xe xong với anh rồi. Nó dặn tôi mà. Tôi khó khăn mà, lộn quá tôi bị hầu cái tiền hết trơn. Ông lấy tiền không hết mà lấy đéo, tôi còn tiền không giới. Mẹ đi thiếu sao mẹ không ăn gì vậy? Xuống đợi ý ảnh là chạy xuống đây cho coi thầy khỏi thôi để thầy khỏi chửi chửi khỏi lắc ảnh thôi chứ ảnh cũng đâu có muốn đâu nhìn cái bóng rồi vậy làm thú vậy nào xì hơi rồi mấy đó mình chi qua đó không có cay quá kìa đưa nó xuống nọ cái nước nè thôi ăn nó nhảy ra đi nào xì hơi rồi rồi đi bên này thôi.